Rồi, ngay lúc này tuy là trời mưa nhưng mà bây giờ vẫn có anh chị là chắc là từ đâu đến đây. Em là Hoàng Sáng TV à? Rồi chào anh trai nhá. Rồi ok, rồi chào anh. Anh từ đâu đến đây đây ạ? Ngoài Bắc, Ninh Bình. Ngoài Ninh Bình. Vậy là chắc là cũng hay xem kênh YouTube của em đúng không? Dạ, hôm nay là cũng hữu duyên gặp rồi. Toàn của mình hôm nay đi bao nhiêu người anh? Hơn chục người. À, chị ở Gia Lai có anh trai này là người ngoài Bắc. Và wow, hôm nay là đoàn chắc mười mấy người rồi, chào anh nhé. Chào các anh, có người từ ngoài Bắc, người à đây là, vậy là hôm nay là từ Tâm Bão đi vào đây luôn. Rồi chào anh. Dạ, anh xem một dây của mày nhiều lắm ấy. Dạ rồi em cảm ơn. Dạ. Vậy là xem trên mạng nhiều rồi, hôm nay mọi người lại xem anh. Em nhiều lắm, lấy nhiều cả. Dạ. Dạ. Vậy là hôm nay gặp ở ngoài đời rồi. Hôm nay là hữu duyên lắm đấy mới gặp đấy, chứ không là em đi qua bên nhà bên kia rồi. Em bảo thôi em ngồi đây một xíu nữa thì. Dạ, rồi tao cảm chào cô. Dạ, anh chào ạ. Không, bởi vì là em Lâm dâu à? Dâu Vlog à? Dâu Vlog. Dạ, bởi vì là em đang định qua bên nhà bố mẹ thầy. À, qua đấy quay nhưng mà em bảo thôi mưa đang trú mưa chứ không em đi qua bên đấy rồi. Quay đoàn của khách. Vâng. Quay này là toàn người đẹp mất tiền đấy. Dạ. Hôm nay là quay toàn người đẹp thôi. Hôm nay là dạ. Ủa? Hôm nay các cô là hôm nay là từ Hà Nội đến đây luôn ạ. Hà Nội, Hà Nam, Gia Lai. Dạ. Rồi. Vậy là các cô hôm nay là từ con trong một gia đình. Trưa nay. Con trong một gia đình. Dạ. Nhưng mà người thì Hà Nội. À. Người thì Gia Lai. Đó. Dạ. Dạ. Thế thì người Hà Nam. Dạ vâng. Tất cả về quy tụ về đây để đi thăm cốc à, này. Dạ vâng. Hiểu chưa? Nhưng mà hôm nay cho con hỏi ai là người ở Gia Lai nhỉ? À, Gia Lai đâu? Vậy chị ở Gia Lai chị gặp thầy lần nào chưa? Chứ đấy, em biết ngay mà có khi Gia Lai chưa gặp thầy đâu. Chưa gặp thầy nhưng mà gặp em rất là nhiều lần rồi. Đúng rồi, em mà đi đồng hành cùng với thầy là lâu lắm rồi. Ngày nào cũng mở trên TV á. Dạ. Đi với thầy từ đâu? Em đi từ ở ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Nha Trang. Dạ đúng rồi. Em lên núi Sạn mà. Một tháng là kiếm bao nhiêu tiền không em? Em ở đâu cũng đi. Ôi lâu đâu thì có, trời ơi. Một tháng được 10 triệu là mừng rồi. Từ bắt đầu là thầy từ Linh Bình, Nho Quan. À đúng rồi. Dạ. Thầy lúc đấy đi các tỉnh miền Bắc mà. Thầy chưa có người mấy. Dạ. Đây hôm nay hữu duyên gặp đoàn Hà Nội, chắc hôm nay là đoàn đầu tiên đấy. Tiết chưa? Ở dưới có hết rồi. Có hết rồi. Hôm nay các cô đi xem đến tận nơi luôn. Dạ. Bình thường là các cô bảo là toàn là xem mọi người trên TV, hôm nay chắc hôm nay mọi người phải xem cô đấy. Dạ. Nhà này ngày nào cũng theo dõi hết. Dạ, trời mới mưa, lúc nãy trời sáng nay trời nắng lắm. Mà trời mới mưa xong. Con gái anh toàn cũng theo cái kênh của dạ, và em cảm ơn. Dạ, mà được mọi người ủng hộ là mừng rồi. Cứ quay lên là mọi người ủng hộ là mừng rồi. Nhà anh Thìn. Dạ đúng rồi. Em trai thầy. Dạ. Chị vào nhà thầy đây. À vừa chị mới vào xong ạ? Lâu rồi. À lâu rồi. Thế vậy thì chị cũng đến mấy lần rồi mà. Thầy ông chuyên phục kích ở đây vậy, ông có biết thầy ở đâu không? Thầy là Nha Trang. Đi bên này. Đi bên này cho đỡ trơn. Không tí quay đường này cũng được. Chứ mà bây giờ đi bên này trơn lắm. Đường này không thể cụ đề này. Đó đúng rồi, nhưng mà tí nó qua đấy xem. Dạ bây giờ đi vô đây đã. Đó, ôi dồi, này đôi giày là toàn màu xanh bạch ni lông này mọi người này. mưa. Nhưng mà vẫn may là bây giờ cũng bớt đỡ mưa rồi. Đấy, đây chị Linh. Rồi. Ngay lúc này là gặp anh Thìn. Chị lên mấy lần mẹ hôn nhà, toàn bắt rửa mà. Ừ. Đúng rồi, chị lên buổi sáng thì có, chứ buổi trưa là đi ra ngoài. Buổi chiều không có đâu. Lên phải gọi Thìn nhé. Nên gọi Thìn có người nghe máy đâu gọi Thìn. Không bé vẫn ngủ à? Ngay lúc này. Rồi, hai vợ chồng ôm nhau, ôm nhau tình thứ coi, ôm tình thứ coi. Rồi, đẹp. Rồi, quá đẹp. Đẹp không? Rồi, đẹp.
Ok, tuyệt vời, tuyệt vời. Chụp đây nó mới cận cảnh, nó mới quay được chứ. Rồi, giờ đang trên đường đi xuống cốc và trời mưa mọi người ơi. Đó, trời mưa đi xuống dưới cốc là mọi người thấy là may có đường bê tông chứ nếu mà đi đường bên kia là trơn lắm. À, đường này là đẹp tuyệt vời rồi. Đó, có đèn là hai bên, đêm đi xuống là nó sẽ sáng. Ban ngày đi vậy là ok rồi. Đèn năng lượng. Dạ. Đây là vườn sầu riêng nhà thầy đấy. Đó, cái sầu riêng đấy. Đang làm nhà vệ sinh. Mấy anh này mưa có làm ở nhà vệ sinh không? Mưa chắc nghỉ chứ giờ làm sao mà xây được nữa. Nhà mưa chắc nghỉ thôi nhỉ anh nhỉ? Bão mà nó bảo bão. Dạ, đúng rồi, vẫn ảnh hưởng kiểu là đây là hậu bão. Đó. Rồi, mưa mà không biết có xây được không này mọi người này. Trời mưa. Đó, đang đi cái con đường ở bên này đi xuống chứ đi đường kia trơn lắm. Mưa không xây luôn à anh chủ thầu? Mưa không xây à anh? Tất cả anh em đều thân hết anh ạ. Ai cũng thân. Sai quá nhỉ. Dạ, cà phê. Sáng này nắng chang chang em bảo là hôm nay chắc trời nắng hết bão rồi. Thế mà trưa nó lại mưa. Dạ. Bây giờ trời mưa này. Anh thấy bình thường, mưa này là bình thường. Mọi người thấy trời mưa gió đi xuống dưới cốc là cũng khó khăn hơn. Lúc nãy mấy cô có trên bê tông cái này rồi đơn giản. Dạ, nhưng mà trên mưa vẫn ướt mình ấy. Có anh Hùng đi kia em này thơm chuyện. Dày chết, ôi cà phê xài thế nhỉ? Dạ, cà phê. Nè, vườn cà phê. Sáng nay là chưa có đoàn nào đến hết á. Đoàn nhà mình đây là đầu tiên đấy. À thế à? Dạ. À mấy hôm bữa bão này là nhà mình có bị ảnh hưởng gì không anh? À, ngoài Bắc thì đổ anh, cây Hà Nội thôi. Anh thì đổ hết. Dạ. Thôi, chứ không phải có nhà bay mái nhỉ? Đây có anh này Hà Nội. À là hai người Hà Nội. Dạ. Khu vực ngoài đó em thấy bây giờ vẫn đang tìm người mà trôi cầu rồi đó. Đấy là sập cái cầu. Dạ, sập cầu. Mà cầu đấy cao thế mà sao sập được nhỉ? Dạ. Nó chơi cái trụ nào bay cầu luôn. Trời ơi. Cầu yếu chứ làm sao mà lũ mà trôi được cầu được. Cầu họ làm để tránh lũ tránh ấy mà làm sao mà cầu từ những năm 95. À thế là lâu năm lắm rồi. Thế vậy. Dạ, móng biết cho nó bị ấy rồi. Cấm ô tô đấy. Cấm quá nhìn ha. Thế mà Trương Dương thì nó chắc hơn. Dạ. Cầu Trương Dương không vấn đề gì. Rồi. Đang trên đường xuống lại gặp hai cô. Hai cô mới xuống dưới cốc đây nè cô. Hai cô xuống cốc đi, trời cô về cơn mưa rồi về. À dạ vâng, rồi rồi, chào hai cô. Đó, người xuống người lên. Đây là cây điều. Dạ, hạt điều. Điều, tiêu, cà phê. Rồi ở đây thì có nhà anh Thìn này là cũng có nhiều sầu riêng này. Cái lúc nãy đường đi qua là thầy trồng đấy, khu to đó. Dạ. Đây đất đỏ không, đất đỏ không có đá, nên là đi nó trơn nơi lắm. Dạ. Đào đây, đào cái nhà vệ sinh, làm cái hầm rút kia mà đào 10 mét mà toàn đất đỏ không. Không có một cục đá nào hết đó. Dạ. Ngày đầu tiên ngã hoành hoạch. Đúng rồi. Cái cảnh mà ngã đâu dám quay lên đâu. Cứ bịch bịch cho người. Cũng có người quay lên. Dạ. Ngã nhiều. Lúc ngã là mình đỡ người ta, mình đâu có quay được. Nhìn nó ôi lấm lem hết, trơn. Tạnh mưa, tạnh mưa. Vậy là hôm nay đoàn nhà mình hôm nay là lần đầu tiên là đến thăm cốc đấy nhỉ. Xem TV biết hôm nay đến tận mắt xem là nó có khác trên TV không. Nhiều người bảo xem TV sao nó to thế mà ở đây sao nhỏ xíu. Đi xuống đây gần bờ ao nữa, trời nắng là nó cũng mát đó. Đây là cái hạt điều. Thank you.
cái điều. Bào lộn hột. Đây mới đến cái bờ ao đó. Đấy, chỗ này là thầy giặt y này. Đó, bên ao này. Đó, rồi đây đi vô mới đến cốc. Thầy giặt y ở đây à? Dạ. Tắm ở đây đấy. Đúng rồi đó, thầy tắm ở đây. Hồ đấy. Dạ. Đây, còn đoạn này. Ơi, Tú, con có cái thiệp ở trên đấy không? Có cái thiệp không không con? Đây, bây giờ mà đến cốc. Đây, cốc của thầy đây à? Dạ. Dạ. Đấy, xe trên mạng to lắm đúng không? Mà đến đây thấy nhỏ. Dạ. Anh của em là dâu vlog nhá. Dâu vlog mới à? Đấy, đến đây là gọi là toàn nhìn là hoang sơ không có gì cả, nhưng mà ai cũng muốn tìm đến. Tại sao cái này là bọc lại là có hai chiều hướng, một là để cho thoát nước và khỏi phải in hình chữ V thì chán. Rất nhiều người đi không để ý là in hình chữ V. Đúng giá, mái tôn. Mà tại sao thấp như thế chúng ta phải biết cúi đầu một tí. Cá này. Đến đây là phải cúi đầu, dù làm quan to, con nhỏ hay làm cái gì đến đây ta phải cúi đầu. Nhưng mà mấy chị là không đến đấy là ngẩng cao đầu bởi vì không chạm ấy. Đây đến cốc của thầy, mọi người thấy giống đây là mát. Rồi không khí ở chỗ này là nó gần với cái ao nữa. Khu vực này là sâu những đó. Cái mít mà nó rụng lá rồi nó lên những cái lớp lọc non đẹp quá trời luôn. Này, mọi người cá đấy. Anh vào đây được bao nhiêu ngày rồi? Bây giờ hôm qua. À vào hôm qua. Thế định ở đây bao nhiêu ngày anh? Ở đây là tuần. Có anh em ở đây thì. Đó, đây này, cốc thầy này. Không dành như bà anh em thôi. Thì có thì... Ủa? Phải về vài hôm. Nhà em đã có 1-2 Phật tử cũng đang ở nhà em, nhưng mà ngày hôm nay là cũng về rồi. À, ăn dạ. Cơm, trưa nay ăn cơm, nhà em chia tay buổi cuối, thì mai họ về. Đó, đây con đường đi xuống đây. Vừa sáng nay trời nắng, bây giờ trời mưa rồi. Sáng nắng, chiều mưa. Trời mưa rồi là mọi người thấy rằng là ở đây đi đường nó trơn. Vì có đường bê tông mọi người mới thấy rằng là đi nó dễ hơn. Các cô chú cũng đến đây rồi. Trời mưa. Đến đây mình đến lỗ nhà đúng không anh? Con đường mà đi... đi ra bên bờ ao này mà theo. Hôm bữa đây là cỏ tùm hết. Phòng mình em đã xuống đây rồi, vì nhà em gần đây mà. Là đầu tiên là bên này là một cái phòng này. Nó chỉ khoảng độ một này thôi. Ở giữa là một cái bồn kín, bên kia là có cái bồn để cái bếp ga. Đấy. Mình nghĩ là trên đấy là to lắm thôi, mình vào bốn. Và là có ba cái hàng cột ở giữa này. Là đây một cái là bốn cái cột. Dạ. Hàng sáu. Hà già vàng. Trong TV ngồi. Lúc nào cũng có nhưng mà hôm nay mới gặp trực tiếp. Dạ. Nhưng mà hôm nay cô đến đây cô thấy giống như TV không? Giống. Nhưng mà thấy mọi người đến đây ai cũng bảo là sao chỉ trên TV sao to thế, đến đây chút xíu. Bởi vì trên TV là mọi người thấy có cái màn hình nó không có, dạ trông nó khác. Đẹp hơn. Đến đây thì mọi người. Nên sang đây người trông thấy đen đen hơn. Nhưng cháu hả? Cháu theo thầy bây giờ là đen hơn thầy rồi. Cô đang hỏi. Cháu thì đi phơi nắng suốt mà. Dạ, nhưng mà cô đến đen xì như kiểu người Campuchia này. Cô là chắc cô là Campuchia thật là sư phụ. Cô là xem trên mạng nhiều, hôm nay mới được đến trực tiếp ở đây cốc của thầy đúng không? Trên mạng 24/24 ngày sáng. Dạ. Nhưng mà cô có hay xem cốc không? Xem cốc liên tục. Dạ. Từ ngày nào biết như thế nào là cô cũng biết. Dạ. Nhưng mà chưa hữu duyên gặp được thầy. Chưa. Dạ. Đến đây
Mình gặp thầy từ khi thầy ra lần đi vào đây, bắt đầu thầy mới xuống gặp nhìn thấy cốc thực tế trước một lần là thầy trong đi, nhưng mà thầy đi ngày đó phấn khởi. Dạ. Mà chưa được biết cốc của thầy thì vẫn cứ ấm ức. Mình cứ ao ước mãi đúng không? Không ai mà đến đến tận nơi rồi. Về nhà ai xuống ra không gặp được thầy. Bình thường. Dạ. Nhưng mà ở nhà mình cũng biết là lâu đây không gặp thầy rồi. Dạ, nhưng mà thăm cốc thôi. Dạ. Dạ. Ba lá Bỉm Sơn bắt đầu chưa lấy bắt đầu là đúng rồi. Ba chụp đứng cái máy này nó mới đẹp. Để lại vậy, đây đó để lại đó, chứ chụp nghiêng là nó sẽ không đó như vậy đó, đó. Đó như vậy á, chứ chụp nó bị nghiêng giống như trên cao chụp xuống nó xấu. Cái con đường đi ra mọi người thấy không, mưa một cái là đi mọi người trơn lắm, mưa là mọi người đi trơn lắm. Vậy đợt này sau cái vụ này phải kiện lại đấy, bởi vì cái câu là anh hùng không qua được cả 20 nhân, vậy thì còn anh Lâm này anh ấy sao nhỉ, tôi biết tưởng tội tội mỗi anh hùng rồi. Ta đứng thẳng một tí đấy, tuyệt vời, nhìn vào đây. Trời mưa, cứ mưa rồi nắng này, bây giờ mà thấy không, vừa mưa vừa nắng, bây giờ nắng rồi. Này cây đây có cây mít to mọi người ạ, hai cây mít, một cây thì hướng ra ngoài, đó, một cây thì nó tặng, nó che cái bóng mát cho cái cốc này của thầy á. Rồi. À, chú Hùng ơi, con nhờ một xíu. Cô đứng dịp vào tí để cho nó vào cái khung hình rồi, đúng rồi. Nhìn vào đây nhá. Bỏ ấn camera. Đâu, đây là camera rồi. Để video nhá. Anh này nhìn này. Ok rồi, xong cái này. Nhà. Ngay vào gặp ngay hai idol nổi nhất đất cả đời. Ô cái cam bên này nó bị trái ánh sáng. Bên này trái này không được đẹp cho lắm. Đây còn lại. À đây là đây, đúng chỗ này nó sáng đẹp. Vậy là thấy trên TV rồi. Có ai chụp hình. Yeah. Đây ạ. Hết hàng 6 TV rồi. Dạ. Yeah. Okay. Con cứ làm 4 cái thì 4 cô chia nhau. Dạ. Bắn nó qua đi. À đây em chụp trực tiếp thì nét hơn. Người ta lại phải cười công nghiệp. Hình ai cũng có hết. Cô nào cũng có hình. Vậy sẽ vừa mình được đến thăm cốc vừa có hình ảnh đẹp nữa. Vậy là sinh năm 72. 72 là con trâu hay con chuột? Con chuột. Con chuột à? Chị giống em ở đây không? Mét chị. Nói để riêng cái kênh nước của nó này ạ. Rồi, em quay lên trên mọi người nhé. Các cậu đang đứng chụp hình. Mấy khi xuống đến cốc của thầy, chụp những tấm hình lưu niệm. Sao mà đẹp thế? Xin mỗi người một chai nước. Xin lộc. Em ở Thanh Hà. Sau khi cô chú anh chị đánh lễ xong, chúng ta chụp những bức hình để lưu niệm lại những cái thời gian đi học ở cái cốc của thầy. Chẳng được uống nhiều, uống thôi. Thế chị vào đây có thấy hoàn lạc không? Vui vẻ không? Hôm nay là trực tiếp xem cái cốc của thầy đây, vui không? Đây là Thanh Hà. Đúng rồi, chị bảo lên. Nước lá là được bà đến đây này giống này. Dạ vâng. Cảm ơn tất cả các hình đã. Sinh năm 72 mà cứ tưởng sinh năm 82. Okay. Số 7, số 8 thôi ta tranh đi một tí cũng được nhỉ. Các cô vào đây chắc là đi công việc chứ, sao mình tiện thể mình ghé đây luôn. Đây là cũng hữu duyên là đến thăm cốc của thầy đấy chứ. Mơ ước mơ bất giờ. Em ở xã Tân An. Tân An. Thật luôn.
quê ngoại thì em biết nhưng mà em... sáng đã mưa đầu anh cứ ăn cơm một mình thôi, không sao ông lại mời rồi. Để quay lại cho cô chú chị xem cái buồng chuối ở cốc của mày. Ai em đang ở trong cốc. Ai đến cũng sờ cái bùng chuối đấy ạ. Chùa nghèo nước cây chuối. Hàng sáu ký tên ở đấy rồi, có tên ở đấy rồi. À, không ai được ấy nó có chủ quyền à? Để ghi tên. Nói giỡn nè mọi người ơi. Bùng chuối thì ai đến cũng muốn sờ bùng chuối để nó lớn được nữa rồi. Cô chú đến đây rồi là cũng à rồi hôm nay hoàng sáu vừa xuống hoàng sáu phải xin một chai nước uống mới được. Chị ơi chị đi đến đâu rồi? Chị ơi chị tới đâu rồi? Alo. À, xin được một chai nước suối đây mọi người. Đoạn nào mà cười, đoạn nào mà đang chung chung hoặc cao là tao dừng màn hình lại. Cầm điện thoại nhớ, dừng màn hình lại và chụp màn hình luôn. Đấy, cái này đẹp ngay cái gì đâu. Vừa mưa xong rồi lại nắng. Đó, mọi người thấy lúc đấy đi xuống thì trời mưa. Lên đây mọi người thấy là trời nắng rồi. Đó. Lên đây mọi người thấy là bắt đầu nắng. Trời đã ảnh hưởng bão nên là cứ mưa. Mưa xong rồi nắng suốt ngày. Không, một ngày cứ mưa xong rồi nắng không biết là ngày nào nữa. Hôm qua này em trai em đi tối điện là em là anh ơi bão lắm là tình hình là quê mình là người thì không thiệt nhưng cây cối thì không còn gì không còn cái gì luôn đấy em mình bay hết các xưởng quê giờ em quay về nhưng mà phải bay về để phục hồi bão quá bay vào tiếp cái tàu Phú Thọ bị sập nghe thương tôi với 13 người ô tô xe máy. Còn tôi là bên người Ninh Giang này. Cái cô bảo là cái cầu đó là tôi với 13 người. Ninh Giang là Quan Toàn à, gần Quan Toàn không anh? Chính xác. Hôm nay là đỡ. Hôm nay đèn cổ hay là đèn đoan hay là đèn quà? Hai cái đèn nó cách nhau một cây nhưng mà em đi. Anh là đèn bờ sông hay là đèn bên trong? Nhưng mà vì anh cũng đi ở trong Tây Giang người ta cũng có cây nước cổ mà anh. Đây nông quan phủ tuần tranh nhé. Các cô đang xin mấy chai nước. Nào đi về, trên đường về cho nó nhờ cái xe lọc của thầy cho nó được đi về cho nó an toàn. À đấy. Xin lọc của thầy. Ở đây có một cái... Các cô đến đây rồi, bây giờ mình về luôn hay là mình đi đâu nữa không? Đi về Gia Lai. À, về Gia Lai. Dạ. Chỗ đường sân bay á. Dạ. Và đường đây là đường Cát Bi. Dạ, sân bay. Ngã tư Biển Hồ đi lên sân bay vào Lê Phú. Em mấy tuổi mà em sinh năm 93? Dạ. Xem trong live mình cứ tưởng là 77. Nghĩ rằng cháu lớn tuổi lắm đúng không? Em đi theo thầy nhiều đen. Lấy đâu ra nhiều tiền anh? Còn không đủ tiền ăn ấy. 10 triệu là mừng rồi anh. Thật. Các cô đi đường này này, để đi thử một lần cho biết. Thế mình đi xuống một đường, đi lên một đường. Đi thăm cái bồ đề nữa. Đi đường kia được. Thầy đi được là mình đi được. Mình đi thử được mà. Mình đi trải nghiệm chứ. Đi dễ lắm, không trơn đâu. Cô cứ nghĩ thế thôi. Cô ra đi để biết. Đó, đi ra đây đường này cho biết. Cây bồ đề của thầy trồng. Đúng rồi. Không phải thầy trồng mà mọi người trồng. Dạ. Cái bồ đề. Cái đường bên này là mình đi lên cũng dễ mà. Đi xuống là mới sợ đấy chứ đi lên nó không có trơn đâu. Dạ. Đi được, đi lên đây đi được. Mình đi một đường về một đường để mình biết được cái cấp của thầy là có nhiều đường đi. Cái đường này mới là thời thầy đi này, cái đường đấy là đường mới. Cái đường thầy đi là đường bên ngoài này. Dính đất để đem đất đấy về luôn. Đất Gia Lai đấy. Đất Gia Lai đấy. Gia Lai là đất đỏ không? Cháu đi học sinh rồi nó còn bảo là bà đi về xin lộc của thầy về cho con. Dạ.
Đây này, cây bồ đề bên dưới này này, có đường rẽ xuống đó. Đó, đây là cây bồ đề. Đó, cái con xuống đây để... Đó, ở dưới đây có hai cây. Không phải, không phải Hải Dương đâu. Ở trong này. Này, cây bồ đề này mọi người cứ bảo giống bàn tay này, các cô nhìn có thấy giống hình gì không? Đứng ở đây này, các cô đứng ở đây này nhìn mới thấy. Thế này nó giống như cái hình bàn tay mà mình như này này, đây này như này này, đúng như này này. Đó, giống như năm ngón tay ấy. Đấy. Này cô nhìn cái bàn tay còn giống như này này, đó như này này. Giống như cái bàn tay, đó năm ngón tay là giống như này này. Đó, cái hình bàn tay mà mình giơ lại ấy. Một cái ngón nó cóp lại đấy. Nhìn trong cái điện thoại mình mới thấy giống này. Y cái bàn tay luôn này, thấy không? Nè, nhìn giống y cái bàn tay này này. Giống y cái bàn tay như này này, cái bàn tay mình đưa như này này, 5 ngón đúng không? Đó, giống y cái bàn tay 5 ngón tay. Giống cái bàn tay mà tay Phật luôn đấy. Nên là bây giờ nhìn trên điện thoại mọi người mới thấy là nó giống. Đó, nên là em cũng mới thấy được cái chi tiết này rất là đặc biệt. Đúng 5 ngón tay luôn. Nhìn là mình giống như kiểu là mình nhìn mình thấy nó gần tựa như thế. Mà mấy chị Thanh Hà phải không? Đây này. Bàn tay giống bàn tay Phật. Rồi, hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho cây bồ đề cho bà con biết đi. Anh chị, đây là cây bồ đề của anh Lâm. Anh này người gốc Thanh Hà. À, thế thì cứ bỏ được người ở Hải Dương. Thì Thanh Hà, Hải Dương. Hải Dương mình nhớ. À, thế. Hôm nay anh không có ở đây. Nếu mà gọi chắc anh lên nhưng mà tôi không gọi. Lúc trước sư về đây thế là mấy chị Hải Dương cũng ở đây là mọi người muốn trồng cái bồ đề với em Hải Dương rồi. Nhưng đó là không cho trồng. Sau này anh đắp trồng cây này thì anh chỉ nó nhất thứ. Thế là cũng vinh dự là tỉnh Hải Dương có một người. Có một phần tử. Đóng góp được một cây bồ đề. Rất tốt là thầy. Cũng có danh tiếng. Đúng lúc của thầy. Cái bồ đề 200 năm tuổi đấy, cái này hơn 200 tuổi. Em đứng góc này này, em rất là thích quay góc này này, mọi người nhìn mấy thấy tuyệt vời. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy ok không? Mưa mọi người ơi. Mưa rồi. Hoàng Sơn TV phải chạy lên thôi. Đấy, trời cứ nắng xong lại mưa suốt cả một ngày. Không biết cái đường nào mà lần cả. À, đi xuống cốc, bây giờ đi lên. Đi lên là mưa ướt. Thôi, đi lên thôi mọi người, mưa. Trời mưa rồi. Các cô chú cũng đang đi lên trên, đang đi dưới cái lên đây. À, em đi lên từ dưới đi lên trên kia rồi thế. Đó, mưa một xíu đã có nước chảy à. Mới là nắng xong lại mưa mọi người cả ngày như thế. Quay lên trên nhà anh Thìn. Thế này, nó mưa một xíu. Lên đây là mệt lắm mọi người. Giống như đi leo núi vậy ạ.
xuống đây rồi quay lên trên kia. Mưa rồi. Mưa rồi, đứng ở ngoài sân. Ờ, đứng ở ngoài sân đấy. Ở dưới còn đông không? Còn. Có mấy bà con ở dưới đó. Hello. Đờ à, không biết chào chú nữa. Chào chú Sáu chứ. Đến lúc nó biết chào nó chửi. Tắt cái đoạn đi. Không. Không được, nó vẫn biết chửi, nó chửi đủ mà. Mưa. Hai chị gái từ đâu đến đây? Hai chị gái. Mình giao hàng á. À, mình giao hàng. Vậy là vô đây lấy hàng á? Tưởng lấy ở ngoài kia chứ. Ở ngoài shop chứ, vô lại đây lên luôn. Đây, anh Thìn. Mời anh Thìn mặc cái áo cho đẹp. Alo, chào. Alo, em đây, sao anh? Xe điện. Em mặc áo đẹp anh. Nghiêm trọng, mặt nghiêm trọng. Mặt nghiêm trọng này, mà anh Thìn nghiêm trọng là ghép video là y bài này. Mặt ông nghiêm trọng là ghép video y bài. Anh em biết anh Trình có vợ. Em biết này. Nhật từ nha mọi người. Trình anh xử lý. Em biết là anh Trình. Rồi. Xong. Á nó kẹp. Tay này mình không nào mình phải lừa cho uống say mà đó. Uống say em đi cần vừa giáo ông du cho. Đi ra shop. Mưa gió quá. Rồi. Quay lên trên đường thôi. Trời mưa gió quá. Để đấy. Đi bộ ra đây. Rồi ngay lúc này trời mưa, Út Thìn cũng phi luôn. gấp rồi, sáng gấp rồi, gấp gì nữa, à, đúng anh biết cái câu đấy là được rồi. Ok, chào anh nhá. Mưa rồi mọi người, mưa rồi, nhanh lên đây chú, mưa. Đường trơn quá, mưa. Không có chỗ nào trú mưa cả. Đứng đây một lúc cho nó bớt mưa mọi người. Này, trời mưa. Thấy không? Sáng nắng mà bây giờ lại mưa. Rồi quý vị khán giả góp ý video ủng hộ em nha.